xin chào mọi người nhé. Hôm nay bọn mình đi lên cái rừng này để nấu một món rất là hay mọi người ạ. Đó là bọn mình sẽ nấu thịt lợn chung với thịt bò nha mọi người, để xem ăn như thế nào nhé. Mình đi với thằng em nha mọi người. Lấy miệng thịt lợn và thịt bò nhá, lát mình bọn mình sẽ nấu nó chung với nhau nhá, xem ăn như thế nào, cho nó có ngon như bình thường không. Bọn mình đem nó đi rửa nhá mọi người. Không cần báo. Không cần cần cầm tay. Bọn mình đi rửa hai miếng thịt đấy nhá. Rửa đi. Mạt không? Mạt rồi. Nước rất là mạt luôn mọi người. Rửa đi, rửa đi. Gạ bát mà rửa. Kỳ rửa kỳ đi. Ra ngoài thì này chúng sạch này. Con này đấy có cãi chưa? Đấy. Cãi. Ăn xong mà xong đó cho mọi người. Ăn vần xong lắm. Bỏ thêm ít muội nữa là ăn mặn. Ôi. Giờ bọn mình sẽ xẻ cục thịt lợn này ra nha mọi người. Nó hơi to đấy, sợ bọn mình lạt nửa nậu nó không chín nha. Nó tao hơi hơi hộp lớn đầy cho nó đi. Ừ, nó chúng to quá ông khô ơi. Ừ. Đi đây ạ. Hồ làm giống cô dâu để cho làm chứ. Bây giờ bọn mình ướp gia vị nha mọi người. Một đây gia vị một đây. Bọn mình ướp chắc tương ướp với lại bột cánh thôi nha mọi người. Tựa hơi đá rạn để hơi chậm hơn, chậm thấy hơn. Rạn với con dâu màu. Không, em thiếu không thấy mày cuốn tay chạm ra từ ra mớn, nó chạy ra lật lại mày cứ bê tê tê. Rạn rạn trong nậu á. Ừ, không, đi em nói. Bọn mình khó thịt lợn với thịt bò luôn nha mọi người. Thôi, mắn mà. Tương đều với. Mắn lật lạt hơi chậm. Ừ, lật lạt chậm. Rí lúc cũng rí. Mắn gọi chết thôi. Bọn mình ướp giá vị khoảng 10-15 phút là bọn mình nấu nhá. Để đi nấu luôn trời, không buồn được. Có chứ, bột nước chứ. Bột nước đấy. Nước anh mua rồi. Giơ bàn tay. Sượng mụn nước thôi. Để 10-15 phút này. Ngày ngày đang ăn nước hẳn. Kiểu con bò vô mình ăn nước rồi. Nhưng thiếu ngấm mắt táo chọc thùng nữa hơn bố kiểu chí. Đấy, chọc thùng. Cứa, 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 cứa đó. Anh nhẹ thôi. Cựa trên phải trên. Được con quen mần đấy. Còn mình cựa như thế này để cho nó ngập giá vị nha mọi người. Không thịt bò được chứ không cần cựa anh ạ. Thế bò không cựa, thịt lớn nó dày thì cựa chứ đang lát phần bò để tạm nậu. Cứ ngập kiểu chí tá lọc vào vị đặng. Trong thời gian mà mình ướp giá vị nha mọi người, bây giờ bọn mình chuẩn bị cùi lừa để lạt bọn mình nậu luôn nha. Bé đi, bé đi. Giờ bọn mình đặt nồi lên bếp nha mọi người. Chưa thôi, đòi đòi lắm bạn. Đấy nha mọi người. Mình đang chào hai cái lồn với nhau nha. Cái đùa nhìn chạm đây. Cục thịt bò nhìn to rồi. Hả?
Ở đây bên này là cục thịt bò nha mọi người. Còn bên này là thịt lớn nhá. Bọn mình xào lộn nó với nhau. Đáo. Chạy đi. Đó đổ nước ấy. Từ từ chưa đổ nước mà. Ngựa cũng cỏ đây. Nó lật lại luôn lật này. Này em lật rồi. Lật chưa? Lật á? Lật rồi, này lật rồi đó. À lật lại đi kìa. Này lật cái giá ở đấy mình coi. Đó, để đi. Đấy. Cho cùi luôn chạy đi. Thôi cùi đi, trời ơi. Thôi bùi nhiều vậy. Thôi. Cho cùi vô thôi. Cho cùi vô tị nữa. Rồi. Giơ bàn tay. Ủa đây túc đây. Mẹ cái chi mà mặn như nào? Cái chi lăn băng. Thiêu rồi cắt đã xuống cái này để cô rửa mồ. Này em mân đầy rửa băng rồi. Rồi. Đấy nha mọi người, bọn mình sau một hồi rạn thì nó vàng rất là thích luôn nhá, vàng khe luôn này. Nhìn rất là thích mọi người. Ui chà, nồi. Mọi người nha. Cân ngọc giá vị thôi. Cục thịt bò thì nó đen đen nha mọi người, nó đen hơn chút nhá. Chẳng được thầy. Chẳng được toàn được trên này. Bây giờ bọn mình đổ nước vào rồi hầm hai cái thịt này với nhau nhá. Rồi bọn mình đổ nước vào đấy. Nán lại đổ nước vô này. Đổ nước vô. Trời ơi. Chết. Trời nhiều nhiều đi nào. Được. Trời ơi. Rồi. Làm được rồi, đừng đổ nhiều. Đấy nha mọi người, bây giờ bọn mình sẽ hâm hai cái này với nhau nha. Để xem lại được mùi vị như thế nào. Bây giờ. Điều đấy đó là chân sôi là được. Chân sôi rồi. Ok. Đi được hay. Để chân sôi chờ đấy đó, để đó. Em bò củi đó. Trong lúc bọn mình chờ hầm thịt bò với thịt lợn chín thì bây giờ bọn mình xuống đấy tắm nha mọi người. Xuống cái hồ này tắm nhá. Nhìn rất là mặn mọi người ạ. Bọn mình tắm xong là để thịt nó vừa chín ấy rồi bọn mình ăn luôn. Mới lên trên tay có một thú đó thì hả? Đúng rồi. Let's go. Thank you.
Xong rồi bọn mình tạm sóng. Nhưng mà thịt vẫn chưa chín mọi người ạ. Bọn mình phải nậu thêm 50 phút nữa mọi người nhá. Bọn mình ló tạm cho nên củi nó tắt khi nào không biết mọi người ạ. Chắc là vừa tắt đấy. Rồi bỏ củi to to vô. Mạ rồi, tạo lên tài chứ mà bỏ thôi. Đấy. Thôi không, cái tài thôi, đổ hết lượng thôi. Đấy. Rồi lượng chứ đúng đề, đúng đến đặng lắm bụng. Chỉ khi màu giá bị nó em thiếu thôi, bỏ từ đâu đi. Đen này. Cái nước con nọ hơi đen mọi người ạ, bởi vì bọn mình lúc này rạn thịt đấy. Nó chạy nên bây giờ đổ nước vô nó tan ra, nó lượng nó một đen mọi người này. Đen hơi ăn được mà, có gì. Cô về không giòn. Cô về không giòn. Bây giờ bọn mình xuống tạm tiệm nha mọi người. Bọn mình cứ để nó hâm nữa nha. Bọn mình bây giờ xuống tạm nữa đi. Trong lúc đợi cho bọn mình xuống tạm cho mát. Cái gì đó. Có cái hay của đi biển này. Trời ơi, đi biển đi. Bơi đi. Bơi vào. Wow. Đây chứ chơi nịn thở nhá. Chuôn lên. Nịn thở có ná nịn thở cũng vậy phụt mà. Mọi người nhá, bây giờ bọn mình chơi nịn thở chi lượng nhá. Đầu tiên là thằng em mình phải xem nó nịn thở bao nhiêu. Ừ, thiếu bắt đầu chưa? Từ mà để em lại. 1 2 3 năm bắt. Khoan từ từ không? Không phải nịn mà. Đang nghe diễn tập để chuẩn bị nịn thở dưới nước. Rồi, 1 2 3 nhá. Lên nữa này. Từ từ. Cái mậy giấy này. Cô ăn bịt không? Bịt răng được, ngồi đứng nịn thở được. Thì muốn thở nữa lên nhá, kẹo kim vậy. Không, em biết đi. 1 2 3. Đấy nha mọi người, nó đang nịn thở cho mặt nước ấy nhá. Xem được bao nhiêu phút. Ít răng được chưa? Được gờm á, 15 giây à? Em ra đây xem có cầm tay không? Em mới nịn thử 15 giây mà người ạ. Bây giờ đệm mình nhá, mình nịn thử nhá. Này em hơi liền hay đúng. Đấy. Chưa đến lượt anh Thiều nhá mọi người, anh Thiều. Thấy rửa mặt chứ. Rồi coi anh Thiều 1, 2. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị đây, 50 đây. 1, 2, 3, nếp. Trời ơi, anh thử cho liền đi. Em mới lại để em mới lại. Em mới lại. Em mới lại thôi, em mới lại để em mới lại. Thằng em mình làm lại nha mọi người, chị em mày giấy nha. Này. 1 2 3. Cả em ơi, cả nó bơi trong quanh người thằng em mình luôn này. Cả này cầm mướng nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đây. Ôi thằng này giờ lâu thế này nhỉ? Dậy. Ui. Mà đây là 20 giây à? 20 giây. Nói chung gần có cố gắng 20 giây mọi người, lâu hơn lúc nãy nhá. Bình thường. Bây giờ đến lượt Vinh Triệu nha mọi người. Vẫn thấy đâu, vẫn thấy đâu. Rồi chưa đến lượt thiếu em từ hai khoan từ từ đếm 10 để mà hối. Anh đếm nó cái kém không cần phải 10 mà. Anh để anh đệm từ nữa. Đây lượt mình nha mọi người. 1 2 nhảy 15 3. Thiều rất cố gắng. Sắp rồi. Mình làm đây tầm 20 15 giây. Dưới đây lượt em để sửa lại. Liệt rồi. Kêu ta. Tập cái niềm hay thôi. Lượt em. Này, để xem cô gọn được mậy giấy này, gọn được lấu như hết cờ luôn nhá. Nợ gọn thì giấy nhá, tìm bật cạn nhá. 1 2 3. Ê
Đây là một vận động viên bơi lội trong hồ cá. Anh ấy đang nín thở. Rất là căng thẳng. Ít thớ này rồi. Mấy? Bây giờ ít thớ này mọi người ạ. 15 giây mọi người ạ. Nói chung mình lấy thôi. Liệt đi. Mày cũng là làm nó cả ăn bùi vô mặt ấy. Cả đi cả nhiều kỳ lắm. Bọn mình lằn đấy mọi người. Cả nó bơi xung quanh người mọi người. Con cầm bướng ấy. Con cầm bướng này nó cứ thấy người ấy, cái chỉ đồng nượng ra nó bơi lại ấy. Hiểu chưa mọi người cần đấy. Đấy nha mọi người, nó chịn nó vang hết rồi nha mọi người, chắc là chịn hết rồi. Bọn mình bây giờ chuẩn bị lấy ra rồi ăn đấy mọi người ạ. Rồi dây chuột chứ. Bọn mình ăn vợ dây chuột nha mọi người. Đấy. Lá, vừa gì à? Rửa chứ. Bọn mình ăn vợ dây chuột nhá. Em mình đang gọt dây chuột. Rồi quáng dễ luôn, bụng dễ luôn. Vừa phải tay nha, thả tay cho vừa phải tay. Bắt gì cậu, bắt bọng thù mốn á. Kiểu nhảy người này. Thả đó, thả đó, chơi mất này. Anh phụ bên mình nhảy người đó này. Ai chạy. Ôi nó rồi, chìm vào đôi. Rồi. Thủ mốt này. Thằng em mình bắt bọng nha mọi người. Chạy rồi. Bắt được rồi đi. Một rồi, ba. Lại lên. Lên từ cắt một số lên. Em thấy ơi. Đấy nha mọi người, bọn mình nha. Đâu thế. Đây là ba quả dây chuột nha. Đây cục thịt bò nha mọi người. Chắc do này. Đây là cục thịt lớn nha. Đây là cục thịt tú. Thịt... vẫn là thịt bò nha mọi người. Được combo. Bây giờ bọn mình sẽ ăn nha, ăn thịt chậm tương. Tương với bột canh. Ăn vậy cho chuột cho mọi người. Hết lực chảy con bạc bảy. Hết lực chảy con bạc bảy. Kiểu nhìn mạnh em gói này. Nhìn gói. Như kiểu cái tên nhớ đây. Nhưng rất là ngon mọi người ạ. Dưới đây cho mọi người xem. Rất là ngon mọi người, nó kiểu trông như bò bít tết đấy. Nhưng mà bọn mình ăn chơi biết thế nào. Đây tiếp đây. Thế đây. Trời ơi. Úi rồi. Tuyệt vời mọi người. Ôi tết. Đỉnh cao. Em xài ngon mọi người. Rất ngon nha mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ thử nha, sẽ ăn nha. Rồi. Giờ thử mạnh. Bây giờ bọn mình thử miếng thịt bò trước nha mọi người. Dây chuột lướt đấy là chuột ăn kem pin chưa? Mọi người ơi, nó dây chuột lướt này. Dây chuột ăn kem. Trời rửa chi đấy. Mấy mọi người ăn miệng thịt bò trước nhá. Lần này bọn mình sẽ ăn thịt lợn xáo nha mọi người. Nháo rồi. Thịt cháo không nháo. Ở đây, một sấp. Trẻ con bao bầy. Tôi là mới đây với ạng đây. Mới điều lặt vào đây ạng đây. Trời ơi. Mời mọi người nhá. Mời mọi người em miệng thịt bò nhá. Thảo như thịt tên bớt. Ngon rồi. Ngon mọi người ạ. Biết.
lớn hơn này rồi. Không, tại anh em ta sắt dây quá. Sắt dây rồi. Mong ơi. Đây kiểu các bạn kiểu đây mấy bằng đi ăn cái ngon cái này ta ăn mình thấy kiểu không biết xài con là bài ăn thịt bò siêu dai nhá, xài con là bài siêu dai vâng. Đây ngoan mọi người. Mới giờ bà mới lấy lặn quả bánh tivi bún giờ. Ngon. Ngon lắm đấy. Quả này. Thôi là lặn quả bánh tivi trước này. Mời mọi người nhá. Trời ơi. Kiểu cờ chú chi luôn. Ăn cái này ăn nhiều cáo. Thôi luôn. Thật là ngon lắm nha mọi người. Mời mọi người nhá. Ăn bật trong lấu nhá. Thật là tuyệt vời mọi người. Rất là ngon nha mọi người. Mời đấy. Bọn mình vừa ăn xong thịt bò ra thì bọn mình nậu thịt thịt bò chúng vậy thịt lớn đấy. Nhưng mà bọn mình ăn thịt bò thì nó cũng mùi vì nguyên chi thôi, nó cũng không có gì khác đâu mọi người ạ. Nó cũng bình thường thôi. Chắc là bọn mình bây giờ thử miệng thịt lớn xem như thế nào nha mọi người. Xem miệng thịt lớn có nó có nghe mùi thịt bò không nhá. Thế còn bọn mình vừa ăn thịt bò xong ấy, nó vẫn như mùi thịt bò bình thường à, vẫn có gì làm mọi người ạ. Bây giờ bọn mình thử miệng thịt lớn xem sao nhá. Đây là thịt lớn. Thơm mọi người ạ. Có vẻ không John. Giờ phải nói cậu bị hãy rồi. Dạ kiểu ống sắt bi á. À kiểu ống bên Dubai ý. Kiểu phần tay. Thôi là lại dạo đúng màu hạt nữa. Mua nãy mua thịt lợn chúng ta mua thịt bò. Đúng rồi. Mời mọi người nhá, mọi người ăn miếng thịt lợn chán thế nào nha mọi người. Thịt chuột nhá. Bây giờ thôi, cái này hay hơn chút cái gốc. Chút cái thay đó. Cái này thì nhanh lắm. Từ 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 quán. Lúc này vừa ăn thịt lợn xong mọi người ạ.
Thịt lợn thì nó chủ yếu là nghe mùi thịt bò mọi người ạ. Bởi vì nấu chung với thịt bò ấy, thịt bò nó át mùi thịt lợn. Ăn thịt lợn cũng giống như thịt bò ấy mọi người, nghe mùi thịt bò. Mà chúng cũng không có gì đặc biệt mọi người ạ. Nó cũng chủ yếu là nghe mùi thịt bò này. Thịt cũng bình thường thôi mọi người ạ. Video của mình hôm nay là chủ yếu bọn mình thử nấu thịt lợn với thịt bò nó lộn nhau ấy mọi người, để xem nó mùi vị như thế nào. Nhưng mà nó cũng bình thường đấy nhá mọi người. Thịt bò thì vẫn nguyên mùi của thịt bò nhá. Còn thịt lợn thì nó vẫn mùi của thịt lợn, nhưng mà nó nghe một chút mùi thịt bò thôi. Còn mình ăn thì vẫn như nhau nha mọi người, không có gì đặc biệt đâu. Thì video của mình đến đấy là cùng kết thúc nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh nhá, một chia sẻ và một like nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.